chào của chú anh chị và các bạn. Bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều, ngày 10 tháng 9 này. Em đang ở trong chợ Móc Cày này, chỗ này đường Bùi Văn Chiêu, kế bên nhà lồng chợ quần áo này. Đi thẳng hướng này là ra ngay mé sông. Mé sông bây giờ người ta đã rào lại ra. Chỗ đó bây giờ không có cho ghe tàu đồ đậu với lại lên xuống hàng quá này. Lúc trước thì ở khu vực này là cái chợ cá nè, nên có một cái bến ở đây vận chuyển hàng hóa lên. Sau này chợ cá dời đi chỗ khác rồi, nên ta cũng làm cái bến mới. Bến mới cách bến cũ 50 mét. Rồi chỗ này xưa là cái chợ cá này. Lúc trước ghe tàu đậu ở đây cũng nhiều. Tầm 4-5 giờ sáng là bắt đầu chở cá lên quán rồi tấp vô đây. Đâu bây giờ rào kính lại kìa. Lưới B40 bến mới nằm hướng bên kia. Xích đằng kia là cầu 17 tháng Giêng. Bây giờ em sẽ đi vào cái chỗ cái bến mới nha. Hồi 2004 là bắt đầu ra kêu ghe tàu đồ dời qua bến mới. Nhưng mà không ai đăng ký hết, người ta đi cái bến cũ. Giờ chỗ này thuận tiện hơn, đường xá rộng. Bến mới nằm mà lúc vô trong kia, mặc dù nó cách cái bến cũ có 50 mét nhưng mà đường vô thì nó hơi chật. Đường Bùi Văn Chiêu đi thẳng lên chỗ ngã tư Chín Dậu. Bến mới này nghe nói là không có tàu ghe gì mà đăng ký vô hết á. Nếu mà có người vô đăng ký thì người ta mới nạo vét ngay cái khu vực bến mới. Nghe nói đâu phải đầu tư khoảng 100 triệu. Đầu tư 100 triệu nạo vét. Chợ chiều Móc Cày vẫn còn người bán.
mấy cái sạp thịt là nghỉ hết rồi. Đây chỗ bến mới đi. Đó, cầu 17 tháng Giêng nằm bên kia. Cái bến cũ nãy nằm hơn hướng đó nữa. Nước bây giờ đang cạn nha. Đó, nếu mà tàu ghe nào đăng ký đậu đây thì mới tiến hành nạo vét nè. Bây giờ có một vài chiếc đậu đằng kia, xích đằng kia. Cô chú anh chị nào muốn cầu chi tiết thì lên mạng gõ trên báo có đăng. Chèo chỉ còn một số người bán nè. Một số người thì dời ra đây nè cho dễ bán hơn. Hướng này thì đi ra ngoài đường Nguyễn Du á. Bên đây là đi cầu 17 tháng Giêng nè. Hôm nay cập nhật về cái bến tàu ở trong chợ Móng Cày nè. Hôm bữa người ta rào lại là nay cách cũng khoảng gần 2 tầng nè. Mấy ghe cá giờ không biết lên cái chỗ nào nữa. Rồi tới đây thì em xin kết thúc video á. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.